Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình làm clip này gửi đến các bạn vài lời cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian hơn một năm qua. Các bạn hiểu tại sao mà mình phải đăng tải hàng ngày tài liệu không? Không, trưa thì buổi chiều mình lại tải bài lên làm để gửi đến các bạn, vì số lượng bài viết quá nhiều nên mình phải tranh thủ làm hàng ngày, chứ không những không giống những cái bạn YouTube khác là dài hôm ta mới xuất bản, còn cái này là tài liệu về chuyên môn, nó rất là nhiều. Mình muốn gửi đến các bạn số tài liệu để nghiên cứu, cùng nghiên cứu và tra khảo dần dần. Mình cũng như mình xuất bản một bộ sách, tập sách riêng, nhưng mà không phải là xuất bản theo truyền thống là qua sách vở, mà mình nhờ kênh để thống kê và lưu giữ cho mình số tài liệu mình gửi đến các bạn. Các bạn mới nhập học chưa biết gì cũng học được, các bạn học biết chút ít cũng học được, mà các bạn muốn nghiên cứu sâu, chuyên sâu, các bạn có chuyên môn hiểu biết rồi vẫn có tài liệu để mà mình tham khảo trao đổi nhau. Làm nghề thuốc thì phải biết thuốc, thành ra mình quan trọng về vấn đề dược tính. Mình có rất là nhiều bộ, bây giờ cái bộ dược tính Thọ Thế Bảo Nguyên thì nó sắp hết 400 vị, mình đã đăng dần dần tới giai đoạn này là sắp hết. Mình có ý định là chuyển qua cái một thần nông bản thảo, nó cũng hay mà nó đi sâu. Xong hết bộ thần nông bản thảo thì mình sẽ quay lại cái bộ bổ đồ bản thảo bị yếu, cái đó là sách chuyên sâu, nghiên cứu rất là nhiều, mà trên 500 vị thuốc, rất là cần thiết. Còn những cái chuyện khác thì mình sẽ đăng tải dần, và những bộ sách khác thì mình cũng có mới giới thiệu qua 3 bộ sách đó, thì từ từ mình sẽ đăng tải và hướng dẫn thêm về cách viết, đọc, dịch và tạo thành tài liệu cho các bạn để dễ dàng, đầy đủ để tra khảo. Mến chúc các bạn luôn vui vẻ đồng hành nghiên cứu cùng mình. Mình vừa học vừa vui chứ không căng thẳng quá. Trong những đề học thì nó không nên là căng thẳng, mình cứ thư thả học ít mà đều thì sẽ dần dần sẽ được thành công. Phương pháp mình là vậy, không cần nhiều mà cần đều, để bộ nhớ mình nó lặp đi lặp lại qua dần. Mình tập đọc, tập viết thì dần dần nó sẽ trở thành cái kỹ năng mềm của mình. Chúc các bạn đồng hành cùng mình và nhớ đăng ký kênh, giới thiệu kênh, bình luận thật nhiều cho mình rút kinh nghiệm. Và mình mong muốn sự chân tình đóng góp của các bạn để kênh của mình càng ngày càng lớn mạnh. Chào tạm biệt các bạn.